Thực vị cuối tuần qua, tập đoàn Đại phúc vừa chính thức giới thiệu ra thị trường dự án Đông Nam 1 thuộc khu đô thị Vạn Phúc City với giá bán dự kiến chỉ từ 10 tỷ đồng một căn nhà liền thổ. Giới đầu tư bất động sản cho rằng dự án là nơi thích hợp để rót tiền đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Được công bố này, tập đoàn Đại phúc sẽ bung ra khoảng 200 căn nhà phố thương mại, biệt thự phố xây sẵn thuộc dự án Đông Nam 1 khu đô thị Vạn Phúc. Giá bán dự kiến chỉ từ 10 tỷ đồng một căn, bao gồm VAT cho nhà phố thương mại mặt tiền 7m hiếm có, đặc biệt hai mặt tiền cho biệt thự phố. Với giá này, giới đầu tư đồng loạt cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để rót tiền tìm kiếm lợi nhuận. Khu đô thị Vạn Phúc của chúng tôi là hiện nay trong 2 năm vừa rồi thì cái giá trị của những cái căn giao dịch đó đã tăng hơn gấp đôi. Và cho đến thời điểm này thì so với cái khu vực khác trong thành phố ví dụ như khu đô thị phát triển trước như Phú Mỹ Hưng hay là trong nội thành thì cái giá của bên khu đô thị Vạn Phúc vẫn là rất là rất là thấp khoảng cỡ bằng một phần hai thôi trong khi đó là các cái tiện ích của chúng tôi và cái vị trí của chúng tôi thì nó kết nối rất là gần với thành phố với trung tâm thành phố ví dụ như kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có À, khoảng 10 phút thôi. Được chính thức giới thiệu ra thị trường vào năm 2014 với loại hình nhà phố thương mại, nhà phố liên kế cao cấp trên tổng diện tích 198 ha và 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Sau 3 năm, khu đô thị Vạn Phúc đang dần hoàn thiện và thành hình với hàng loạt công trình đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện khu đô thị Vạn Phúc đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 và bàn giao dần khoảng 1.000 căn nhà là dự án tổ hợp khu dân cư tài chính dịch vụ giải trí hạng sang ven sông duy nhất tại quận thủ đức khu đô thị vạn phúc được đánh giá là trọng điểm kinh tế chiến lược khi tòa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 13, cách cầu bình triệu chỉ 1 km và được bao bọc khép kính ba mặt bởi sông sài gòn trong bán kính 6 km dự án vạn phúc còn kết nối thông suốt với các vùng kinh tế trọng điểm bằng quốc lộ 1 a và văn đồng sân bay tân sơn nhất chỉ với 5 đến 10 phút đây là dự án duy nhất có tuyến đường bờ sông và công viên ven sông dài nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, hồ cảnh quan 21 ha và kênh đào cảnh quan 2 km ngay giữa trung tâm khu đô thị. Tất cả không chỉ tạo ra không gian sống trong lành, mát mẻ, tăng hiệu quả cải thiện sức khỏe cho cư dân, mà còn là nơi hội tụ tài lộc, vườn khí cho cư dân và gia đình. Yếu tố gia tăng giá trị cuối cùng của khu đô thị Vạn Phúc chính là hệ thống tiện nghi giải trí đẳng cấp, thượng lưu, chuẩn năm sao khép kính ngay nội thành. Công viên giải trí tầm cỡ quốc tế Ocean World Hồ Chí Minh, sức chứa 10.000 người, khu vui chơi trẻ em và gia đình, hệ thống nhà hàng spa cao cấp, khu rạp hát, bến du thuyền đẳng cấp ngay bờ sông Sài Gòn, hệ thống 15 công viên nội khu, clubhouse, 10 trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế v.v. Đến tham quan và lựa chọn các sản phẩm nhà phố thương mại và biệt thự phố tại lễ giới thiệu dự án Đông Nam 1 khu đô thị Vạn Phúc lần này, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian tri ân ấn tượng cùng hàng loạt quà tặng giá trị như xe hơi Mercedes E200, xe Honda SH 150i và cơ hội nhận ưu đại hấp dẫn lên đến 7 tỷ đồng mà chủ đầu tư dành tặng người mua nhà.